Mình cảm ơn những anh em mà đã điện hỏi thăm anh mình nhá. Mình cảm ơn mọi người nhiều nhá. Chào mọi người nhá. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nhá. Rồi đó, tạnh mưa rồi ra chỗ anh tôi. Thế anh đẹp đẽ này yên tâm rồi nhá. Ok em nhá, yên tâm nhá em nhá, để anh thắp em lên hương, anh đào anh ấy biết mà em nhá. Anh chào tim lạnh nhá, mưa quá ra giờ nhìn ra coi mộ anh em nó đẹp đẽ ngon lành rồi, yên tâm tiến tới vào Sài Gòn công việc nhá. Cảm ơn mọi người nhá, chào Duy Ngọc nhá. Đẹp rồi, anh đẹp rồi, nhưng mà tội là nó chưa có hoàn chỉnh thôi. Thế là cũng yên tâm mà. Cảm ơn mọi người nhá. Chúc mọi người tháng mới may mắn bình an nhé, gia đình mạnh khỏe nhé. Hôm nay cũng nhiều việc lắm nhưng mà mùng 1 thì anh mới về tháng đầu tiên thì phải đến cho anh trước. Xem anh ổn định rồi thì bắt đầu chủ nhật này mình vào công việc trong Sài Gòn nhé. Mong mọi người công việc mọi người ủng hộ mình. Chào Hoàng Nguyễn nhá. Chào quản trị viên nhóm anh em trại giam Tân Tân Lập nhá. Có dịp anh em mình ngồi giao lưu bạn nhá. Chờ cho chơi với anh một tí, tí lại sang bên kia. Mình cũng đang nhiều việc quá. Ở đây nó lắng rồi đâm ra. Đấy nó lắng quá. Trời ánh nắng nó chói lên đâm ra cái màn hình nó bị tối đi. Ngồi chơi với anh một tí đi. Cảm ơn em Quang nha. Chúc em gia đình tháng mới may mắn bình an em nhé. Đấy, giờ anh em sống thì ăn cơm với nhau, giờ ngồi nhìn nhau thôi. Biết sao? Số phận mà. Mỗi người mỗi số phận, chả biết được. Chào Luyện Nguyễn nhá. May quá sáng mưa to bây giờ đó. Nó đỡ lên. Nhìn anh về đến quê hương là được rồi, về đến gia đình là được rồi, chứ không thì cứ ở Xuân Lộc ấy, ở cái nghĩa trang Xuân Lộc ấy, ai anh em đâu có ai vào được, đâu có ai thắp được cho anh đến hương, đâu có ai về thăm anh được. Về đây
yên tâm. Còn bữa nào có dịp em sang cho anh Minh Sứt nữa. Bốn anh em bây giờ còn hai anh em, còn hai anh em thì ngã xuống rồi không biết nữa. Em lúc nào ngã xuống cùng các anh. Rồi biết lúc mà có ai đến cho em tóc xem nén nhang không? Chào AK nhá. Chờ cho anh xong rồi sang bên cháu một tí nữa. Bên kia còn đúng là nghĩa trang, nghĩa trang không có ai, buồn hưu cả nghĩa trang mỗi mình ngồi đây. Chào em trai nhá, chào Trung nhá. Bữa nào anh vào đây ngay sân sân bay ấy, qua anh chơi. Cũng một thời đấy. Đẹp rồi, mộ này thì yên tâm rồi, chưa xong cái lèn nữa, quy hoạch cho sạch sẽ là đẹp. Chắc là kỳ sau em trong Sài Gòn ra em mới về anh được, chứ giờ em về vào cũng đấy, bao giờ em về em ra anh. Em chả có gì tình cảm thôi anh ạ. Bây giờ làm xuống rồi còn cần gì đâu anh, đúng không anh? Nhà to cửa rộng thì cũng chỉ một góc thôi. Chào em Phạm Đức Thiện nhá. Chuẩn bị hóa vàng. Cũng muộn rồi, gần 11 giờ. Còn sang bên mộ cháu nữa cơ. Sang ngay trước hay sang cháu sau?
Chào mọi người nhá. Mình lốt tí cho anh đi nhá.